Xin chào các bạn. Hôm nay thì xe đời sống sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe mà nó không dành cho số đông tại thị trường Việt Nam. Đó chính là chiếc Mercedes AMG A35. Thì một số thông tin cơ bản về cái dòng A35 này để cho mọi người cùng nắm rõ. Đó là chiếc A35 đang có mặt tại đây thuộc cái thế hệ thứ tư và được ra mắt vào năm 2018. Thì trước đây là Mercedes-Benz Việt Nam là đã có phân phối cái dòng A45 về thị trường Việt Nam. Nhưng mà sau này thì AMG mới ra nhiều cái phiên bản hơn để hạ cái mức công suất động cơ xuống, để cho với những người mà không cần với một cái mẫu xe mà có cái công suất động cơ quá lớn nhưng vẫn muốn mạnh hơn với những cái mẫu xe thông thường, có thêm nhiều cái sự lựa chọn hơn. Thì AMG đã ra mắt cái dòng A35, A45 và A45S. Những cái dòng thấp hơn thì nó sẽ có cái mức công suất nó nhỏ hơn. Ví dụ như chiếc A35 ở đây có mức công suất đầu ra là 306 mã lực. Và với việc giảm cái mức công suất xuống thì cái giá bán của chiếc xe nó cũng hạ thấp hơn. Và sau đó thì Mercedes Việt Nam đã nhập cái dòng A35 này về bán chính hãng tại thị trường của chúng ta. Hôm nay mình sẽ đi sơ qua về cái thiết kế tổng quan của cái mẫu xe này. Về tổng quan thiết kế là mình thích nhất ở cái những cái mẫu Mercedes đời mới là cái phần lưới tản nhiệt. Và lưới tản nhiệt này được đúc theo cái hình lục giác với cái phần mặt cắt ngang nó đi lõm vào bên trong. Nó giúp cho tổng quan cái phần đầu xe của cái chiếc Mercedes AMG A35 nói riêng và một số cái mẫu xe Mercedes cái đời mới nói chung, nó có một cái sự hầm hố và nó hiếu chiến hơn rất là nhiều. Và trên chiếc A35 này cũng sở hữu cái hệ thống đèn LED High Performance của thương hiệu ngôi sao ba cánh. Ở cái phần thân xe thì chúng ta có thể thấy tổng quan của cái chiếc A35 này có cái kích thước nó nhỏ hơn so với một số cái mẫu xe mà Mercedes đang phân phối tại thị trường Việt Nam, thậm chí là nó còn nhỏ hơn cái mẫu C180 đang bán ra. Với cái kích thước nhỏ như vậy nhưng mà được trang bị một cái bộ mâm AMG 19 inch, cho nên là nhìn tổng quan ở cái phần bề ngang của chiếc xe nó thể thao hơn và nó cân đối hơn so với một số cái mẫu xe có cái kích thước đó nhưng mà xài cái cỡ mâm nó nhỏ hơn. Với cái kích thước nó nhỏ như thế này thì nó cũng sẽ một phần nào đó nó ảnh hưởng đến cái không gian bên trong khoang nội thất của chúng ta và khiến những người ngồi bên trong có thể sẽ cảm thấy ngột ngạt hơn so với cái mẫu C180 mà Mercedes-Benz Việt Nam đang phân phối. Ở phần đuôi xe thì như mọi người có thể thấy là chiếc AMG A35 này nó có một cái phần vòng ba nó rất là đầy đặn và rất là sexy. Ở cái phần cản dưới thì xe được trang bị những cái đường gân khuếch tán khí động học, cho nên là khi mình nhìn tổng quan từ phía sau tới chiếc xe đó thì trong nó sẽ có một cái gì đó nó nam tính và nó khỏe khoắn hơn. Với một cái mẫu xe mà đã được tinh chỉnh qua AMG thì không chỉ nói về cái vấn đề công suất đâu, mà nói về cái góc độ thiết kế thì nó phải có được một cái sự gì đó gọi là hài hòa. Và chiếc xe cũng được trang bị hai ống bô hai bên để tạo ra được một cái sự cân đối cho cái phần tổng thể của chiếc xe. Và ở phần tổng quan của chiếc xe thì mình sẽ nói tới đây thôi. Thì có thể đánh giá sơ bộ rằng AMG A35 là một mẫu sedan cỡ nhỏ có thiết kế đẹp, hiện đại, và bên trong nó là một cái gì đó rất là ghê gớm về cái phần công suất của động cơ. Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần trải nghiệm cái mẫu xe này. Và mình đã có mời đến anh Nam, là một người đang sử dụng cái chiếc AMG A35 này, và anh sẽ đưa ra những cái ý kiến, những cái góc nhìn cá nhân của anh về cái mẫu xe này. Và như hồi nãy mình đã nói thì hôm nay mình có mời đến đây anh Nam. Vâng, và anh Nam đang có một cái xưởng độ chuyên độ mạt, cho nên là những ai mà đang có cái nhu cầu quan tâm độ đến những cái mẫu xe thuộc cái dòng Mercedes thì có thể liên hệ đến anh Nam. Thì anh Nam có thể chia sẻ cho mọi người được biết là cái quá trình sử dụng hàng ngày của anh với cái chiếc xe này thì anh có những cái điểm gì mà anh thích cũng như là chưa thích không ạ? Với phân khúc 2 tỷ rưỡi mà được sở hữu một chiếc xe AMG chính hãng, cơ thì turbo lên tới hơn 300 mã lực, thì đây là một lựa chọn rất là hời cho anh em đam mê thể thao. Thật sự thì với cái phân khúc mà 2,5 tỷ mà 2,5 tỷ lăn bánh luôn đó. Đúng chứ rồi. Thật ra cái giá niêm yết của hãng thì nó chưa tới cái mức 2,5 tỷ mà sở hữu được một cái máy gọi là máy AMG chuẩn zin luôn. Đúng rồi. Thì thực sự là cũng như anh Nam đã nói thì cũng là một cái món hời rất là lớn. Thì anh cảm thấy là trong cái quá trình mình đi lại hàng ngày á, ngồi trên một chiếc xe với cái sức mạnh là hơn 300 mã lực như thế thì cái vấn đề mà di chuyển hàng ngày của anh á, anh có gặp bất kỳ cái khó khăn như thế nào không? Thực chất ra thì nếu mà đi ở đường đông thì nó sẽ
hơi bất tiện một chút xíu, bởi vì cái mã lực nó lớn, mình chỉ nhấp ga một cái thôi là nó vọt, nó rất là mạnh. Thế nên là dòng xe này thực chất nó là một dòng xe trải nghiệm cho anh em, mà nó nằm ở cái phân khúc giá thì lại quá ok luôn. Thì như anh Nam nói thì em thấy cũng hợp lý đấy. Đúng rồi, cái động cơ của nó lớn nên thành ra là cái tiếng máy nó sẽ lớn và nó sẽ gầm hơn so với những cái dòng đời thấp của mình. Thì có cái điểm nào mà anh Nam cảm thấy không hài lòng về chiếc xe này không ạ? Về cái khả năng vận hành hay là về cái không gian nội thất cũng như là cái kích thước? Chiếc xe này thì thực chất ra nó có một cái gọi là nhược điểm, đó là nó chỉ có một chỉnh ghế được một bên thôi, còn một bên là không có chỉnh ghế. Thì anh Nam cảm thấy cái không gian nội thất bên trong chiếc xe này nó có thực sự nó đủ rộng rãi để mình đi cả gia đình trên những cái quãng đường đi nó dài không anh? Thực chất ra thì với cái phân khúc giá thì nó sẽ có cái ưu điểm đấy là tốc độ, nhưng nó sẽ có cái nhược điểm là không gian nó sẽ hạn chế. Thành ra là nếu như mình đi gia đình ấy, di chuyển trên cái cung đường dài thì chiếc xe này nó chưa có đủ đáp ứng cho mình. Đúng rồi, về cái không gian. Đúng rồi. Thì em cũng thấy vậy. Thì thực tế ra là chiếc xe này đi gần, đi chơi, đi cảnh thì khá là hợp lý đấy. Đúng rồi em. Nhưng mà đi những cái cung đường xa, đi du lịch này kia với gia đình thì đôi khi cái không gian nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy khá là bất bí. Đúng rồi. Thì hiện tại anh Nam đang có lên một cái ý tưởng để nâng cấp các cái hạng mục của cái chiếc AMG A35 này. Thì anh Nam có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết là trong cái thời gian sắp tới thì anh Nam định lên những cái món gì cho chiếc A35 này không ạ? Đầu tiên ở phần ngoại thất là anh lên toàn bộ cái form bên ngoài, là từ A35 lên A45 cộng với lại bộ mâm Brabus. Lên được bộ mâm Brabus luôn. Đúng rồi em. Còn ngon ấy. Còn bên trong thì anh nâng cấp màn hình lớn. Dạ, màn hình lớn hơn. Và chiếc vô lăng. Vô lăng. Vô lăng theo cái design mới của đúng những rồi. Cái dòng xe mạc mới nhất. Chính xác. Vâng, và cũng cảm ơn anh Nam đã chia sẻ những cái thông tin rất là thiết thực về một người thường xuyên sử dụng cái chiếc AMG A35 này để di chuyển trong thành phố cũng như là đi ra những cái cung đường bên ngoài. Nói về khả năng vận hành á, thì chiếc AMG A35 này sở hữu một cái khối động cơ 2.0 và cái khối động cơ này sinh ra cái công suất là 306 mã lực và cái mô men xoắn là 400 Nm. Thì có thể nói với một cái mẫu xe cỡ nhỏ như thế này và sở hữu một cái công suất động cơ như thế thì nó tương đối gọi là dư thừa. Vì vậy cho nên là cái khả năng vận hành của chiếc A35 này nó trở nên nó rất là mượt mà, thậm chí có thể nói là nó mạnh. Và cái sức mạnh của cái khối động cơ 306 mã lực được truyền tới cái hộp số liên hợp kép 7 cấp và dẫn đến hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC. Và cái chiếc Mercedes AMG A35 này sở hữu tới 5 chế độ lái khác nhau để phù hợp cho từng cái phong cách di chuyển của chúng ta. Ví dụ như là đường trơn trượt, hay là Individual, Comfort Sport hay là Sport Plus. Thì khi mà chúng ta chuyển qua cái chế độ lái Sport Plus á, thì cái chiếc xe nó sẽ gầm hơn và cái vòng tua máy nó sẽ đưa cao hơn và nhạy hơn, giúp cho cái quá trình tăng tốc của chúng ta nó trở nên nó nhanh chóng và nó mạnh mẽ hơn. Nói về cái hệ thống treo á, hệ thống treo của chiếc xe này á, đã được AMG tinh chỉnh lại và nó có phần nó cứng hơn, nó thể thao hơn và cái quá trình nó dập tắt dao động á, nó cũng sẽ nhanh hơn. Và cái việc AMG nó tinh chỉnh lại cái hệ thống treo khiến cho những người ngồi trên xe chúng ta, đi cùng chúng ta vào những cái khúc đường mà có gờ giảm tốc sẽ cảm nhận khá là rõ. Nhưng mà suy cho cùng thì chiếc xe này sinh ra là để mang đến những cái cảm giác lái thể thao và phấn khích, cho nên là việc chúng ta chấp nhận hy sinh sử dụng một cái hệ thống treo nó có phần nó cứng hơn, nhưng nó sẽ mang lại cái độ ổn định tốt hơn.
khi mà chúng ta vận hành ở cái dải tốc độ nó cao. Còn nói về cái khả năng cách âm của xe, khi mà mình ngồi bên trong khoang lái thì mình cảm nhận rất là rõ những cái tạp âm ở bên ngoài đường, cũng như là những cái tạp âm nó đến từ cái khoang động cơ của chiếc xe, cũng như là hệ thống lốp của xe. Và cũng xin cảm ơn bên chỗ anh Nam và bên Benz Auto đã hỗ trợ phương tiện để Xe Đời Sống có thể mang đến một cái video trải nghiệm đánh giá nhanh cái chiếc Mercedes AMG A35 để mọi người có thể có những cái góc nhìn nó thiết thực hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và đừng quên là hãy nhấn like và subscribe kênh YouTube của Xe Đời Sống để nhận được những video mới nhất nhé.